chào các thành viên của Đàm Tech, và hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong khuôn khổ của chương trình Cà phê 33 thôi các bạn. Hôm nay tôi lại rất là vinh dự bởi vì chúng ta đã có một số thành viên mới trên Đàm Tech. Và đầu tiên tôi xin giới thiệu bạn Vũ Quang à. Mình là Vũ Quang, hiện nay đang là cộng tác viên của báo BC World. Điều này cũng rất là dễ hiểu, tại vì khi mình nhận được cái mail của Quang tham gia chương trình thì rõ ràng là cái khả năng viết lách và những cái kiến thức về game của Quang là rất là tốt. Thì đầu tiên Quang có thể cập nhật cho mọi người biết một số thông tin về những cái game mới nhất hiện nay được không ạ? Hiện nay có hai game đang chuẩn bị mới phát hành là sắp phát hành là Uncharted 3 và Max Payne 3. Thì đối với Uncharted 3 thì đa số các bạn đã biết là chúng ta là tham gia cùng với hai diễn viên chính là Nathan Red và Kiều Nữ Clown. Tham gia trò chơi này á, thì có hai vấn đề chúng ta quan tâm, đó là môi trường trong game và những pha hành động. Thì môi trường lần này á, không có tập trung vào quyết nhiều như là bản phiên bản 2, mà tập trung bây giờ là vào những cái khung cảnh nhỏ hơn là sa mạc. Đó là một game phiêu lưu mạo hiểm, và theo lời quảng cáo rất là hấp dẫn của Quang thì chúng ta có một anh chàng không ai quan tâm là một kiều nữ, nhưng mà trong hình của Quang gửi về chương trình thì chẳng thấy kiều nữ nữa hết. Ok, thì thế còn cái game mà rất là mang tính là hành động rất là hấp dẫn, đó là Max Payne, cái họ Max Payne là những cái pha mà bay người đúng không? Đó, đại loại vậy, rồi những đạn bay rất là chậm nhưng mà rất là hiệu ứng, mà sau đó là rất là nhiều game, nhiều phim nó ăn theo cái đó. Thì không biết là Max Payne 3 thì như thế nào, tại vì mình thấy là cái nhân vật chính đó là một anh chàng khác rất là to con, đầu trọc gì đó, rất là hùng hổ chứ không phải là của nhân vật cũ. Theo cái Max Payne 3 này đó, thì các nhân vật cũng là nhân vật của Max Payne 2. Nhưng mà sau cái chuyện tình thất vọng ở Max Payne 2 á, thì anh chàng này đã chuyển sang làm vệ sĩ cho một gia đình có thế lực ở Racine. Thì khung cảnh này sẽ mô tả từng cái ngõ ngách trong Racine, và chúng ta sẽ thấy được cái sự đối lập giữa cái giàu và nghèo ở cái thành phố Sao Paulo. Và cũng giống như anh đã nói đó, là cái hiệu ứng full time á, làm chậm thời gian, là cái Max Payne này là coi là cái người tiên phong làm đầu tiên, bởi vậy không lý do gì mà lại lý do gì mà không làm được. Đúng rồi, chính xác rồi. Mà các game thủ thì cũng rất mong là có sự đổi mới. Thì nghe nói là cái phần chơi mạng á thì sẽ được bổ sung rất là nhiều, và thêm vào đó là người chơi sẽ có thể tự sáng tạo hoặc là tự trang bị thêm cho nhân vật của mình. Thì không biết là bên cạnh những cái game mới mà chúng ta sẽ đang chờ đợi, thì nói chung cũng là những thông tin thôi, chúng ta chưa biết được như thế nào. Trong cái số này thì Quang có thể cập nhật cho mọi người biết và giới thiệu cho mọi người một cái game mà theo là Quang đã từng chơi và rất là thích thú, thì với lại cái đó mình thể giới thiệu cho tất cả thành viên diễn đàn chơi được không ạ? Nếu mà nói thì có rất nhiều game hay trong thời điểm hiện tại, nhưng mà cái game mà thấy có khả năng được nhất là cái game theo cái thể loại là chiến thuật và nhập vai, nó kết hợp với nhau, đó là game Elven World Magic. Thì cái game này á, là cũng kết hợp rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là nó dàn trận theo lượt, nó bắt chước là nó phong cách của nó là giống cái dòng game Halo, nhưng mà nó còn có kết hợp nhiều cái, ví dụ như là chúng ta có thể trang bị giống như dòng nhập vai đó, có nghĩa là có thể trang bị cho nhân vật của mình từ áo giáp, nón, mũ, các thứ đó để cập nhật. Và có rất nhiều những yếu tố mà mới trong cái game này. Thứ nhất là theo cái bản đồ siêu media, có nghĩa là giống như là cái fan của thể loại chiến thuật theo lượt là nhớ về cái dòng game Celtic hay là Nemesis of the Roman Empire đó, là chúng ta chỉ cần bấm phím bay sò thì nó sẽ hiện ra một cái bản đồ, trên đó là quân nó di chuyển như thế nào, chúng ta sẽ thấy được cái hướng đi của nó. Cái này thì làm cho tính chiến thuật nó tăng lên. Nhưng mà game này có một điểm yếu là khả năng quản lý pixel đó, mà khả năng quản lý bàn phím thì nó không có cao. Có 16 cách chuột khác nhau nếu mà chúng ta chơi theo quyết định của mỗi người. Và chúng ta có thể chơi theo phe thiện, phe ác, để cho nó đi theo cái cách chuột nào đó. Cuối cùng là Quang là phe thiện ác, cái mặt của Quang cũng hơi ác. Nói chung là cái nào thì mình cũng phải thử qua. Nhưng mà nói chung bây giờ làm điện ác ấy cũng vui hơn. À đúng rồi, ở nhà thì mình cho ác không? Còn ra ngoài đường mình nói tôi rất là thiện, nhưng mà cái mặt thì nói chung cũng nghi ngờ lắm. Chắc chắn là ở nhà 2-3 hào cao chắc toàn là cái ác thôi. Về cấu hình của cái game này thì sao ạ? Về cấu hình của game có thể nói là rất nhẹ, thậm chí là nhà sản xuất có bảo là chơi trên netbook được. Wow. Nhưng mà game có một cái lỗi là nếu mà chơi trong thời gian lâu mình bấm set á,
thì mình có nó hay bị lỗi ban game. Game này nó theo cái mặt bằng chung của những game hiện tại là nó dựa trên nét vẽ tay, mà nét vẽ tay có nghĩa là giống như là hoạt họa vậy đó, thì mình không thể đánh giá được cái độ sắc nét của nó. Cà phê 33 thì xin gửi lời cảm ơn đến Quang, cảm ơn rất là nhiều. Chúc chương trình Cà phê 33 cảm ơn rất là nhiều. Chúng ta đã có một cái phần giới thiệu game rất là hấp dẫn và cũng khá là chuyên sâu của Vũ Quang đúng không các bạn? Thì phần tiếp theo có lẽ là tuần này thì chúng ta sẽ có một cái tiết mục khui hộp và ghi bài GTX 590 đấy các bạn. Tôi xin mời một thành viên cực kỳ sống trai với làm tết các bạn Lưu Hoàng Thiện ha. Hoàng Thiện nhưng không thiện. Hoàng Thiện nhưng không thiện ha. Ủa em đến chương trình cà phê bye bye mà sao em lại cầm đồ nghề đi sửa xe với em? Đây là cái kèn GTX 590 chứ anh. Ồ vậy hả? Một cái phong cách rất là công nhân. Ok, thì có lẽ là nhắc đến cạc đồ họa thì chúng ta không thể không thể quên nhắc đến anh Bacalu đúng không ạ? Thật ra là em cũng muốn gặp anh Bacalu mà. Thật ra thì em đến đây là chủ yếu là để gặp anh Bacalu để hỏi một số vấn đề về cạc GTX 590. Thôi vậy để chắc đi anh ra khỏi đây. Anh ở đây chứ anh là chủ tọa mà. Ok. Thôi chúng ta đùa. Mời anh Bacalu ạ. Hôm nay thì chủ yếu là để mình đến cho các bạn xem và tận mắt chứng kiến cái con GTX 590 này nó như thế nào. Và cái thứ hai là mình muốn hỏi anh Ba về một số vấn đề về cái con GTX 590 này. Và cái đầu tiên á là trên các diễn đàn thì có rất là nhiều cái bài bàn luận so sánh GTX 590 với AT 6990 chẳng hạn, và rất là nhiều thứ và chỉ nói dựa trên cái tuyên bố của nhà sản xuất thôi. Mà tuyên bố của nhà sản xuất GTX 590 thì tuyên bố là con GTX 590 này nó là mạnh nhất, cài đồ họa mạnh nhất so với thời điểm hiện tại, thì anh có nhận xét như thế nào về hiệu năng và các thứ linh tinh của nó khi mà anh đã trải nghiệm? Nhắc đến cái việc so sánh giữa 690 và GTX 590 thì anh Hà đặt một cái tiết rất là sốc là The Phenom vs Triple X đúng không ạ? Thì anh có thể giải thích một chút về cái đó ngắn gọn thôi và đi thẳng vào câu hỏi của bạn Thiện là cái cảm nhận của anh về cái sản phẩm này. Thì sở dĩ mình đặt lên cái thiết đó thì tại vì nếu bạn nào thích xem cái chương trình trên Yeoan TV hay là Yan TV về cái gọi là cái đô vật Mỹ á, thì biết là hiện nay là có hai cái huyền thoại nó trở về. Huyền thoại có tên là The Undertaker. Là một huyền thoại là Triple H. Thì hai huyền thoại là thường xuyên là đấu khẩu với nhau. Thì sở dĩ mình đặt lên như vậy thì vì Undertaker có một cái tên nữa là The Phenom, mình liên hệ đến là hãng AMD. Còn Triple H là có tên The Game, thì chúng ta biết rằng NVIDIA thì thường xuyên là dùng cạc là chơi game. Okay. Mình đặt cái thiết này. Dạ. Còn anh nghĩ thế nào thì về hiệu năng thì hai cạc này mình nghĩ ở độ giải Full HD thì xem nhau thôi. Dạ. Chứ không nổi như NVIDIA tuyên bố, tại vì hãng này mạnh về game này, hãng kia mạnh về game kia. Và đây là cái cạc GTX 590 của hãng Gigabyte hồi nãy giờ chúng ta đã bàn. Cái kẹt GTX 590 này thì có cấu hành nó giống như là hai cái kẹt GTX 580, giống như 580 x 2 vậy đó. Thì để anh giải thích sơ sơ là cái kẹt 590 này á, nó cùng có hai GPU 580 trên cùng bo mạch. Thì hai cái chip đó nó nằm ở vị trí này, quạt thì được bố trí nằm ở giữa. Thì cái kiểu thiết kế tản nhiệt kiểu này á, thì NVIDIA thực ra nó thiết kế trước đây là qua cái dòng là GTX 2951 PCB rồi, thì bây giờ họ ứng dụng lại trên con 590 này. Thì chỉ có khác là hai chip này được liên hệ với nhau qua chip NVOT 200, trong khi là đối với cạc 6990 là qua cái chip PRX, khác nhau duy nhất điểm đó. Thì còn về hiệu năng thì không thể nào 590 bằng hai con Sally 580 được, bởi vì đơn giản là cái mức tiêu thụ năng lượng với là nhiệt độ của 580 khá cao, do đó buộc NVIDIA phải hạ xung cái hai chip này xuống thấp, do đó về hiệu năng thì không thể bằng được 580 Sally. Chắc là tương đương cái cặp Sally 570 không ạ? Thấp hơn. Xem. Có thể nói là 590 hiệu năng chỉ xem Sally 570. Tuy nhiên là nếu như những cái giải pháp, ví dụ em chơi những cái mang như là Sandy Bridge, mình chỉ có hai khe và băng thông tối đa là 88 hoặc là chạy một kẹt là 16, thì cái đó mình thể cân nhắc anh chị là mình xài một kẹt GTX 590 thì nó băng thông nó sẽ cung cấp đầy đủ cho kẹt là 16x2.0 thì chắc chắn nó nhanh hơn là chạy hai con GTX 570 88. Có thể nói về mặt lý thuyết như vậy. Còn trên thực tế thì còn nhiều chuyện khác, ví dụ như là do là hai kẹt được tách riêng, hai con GTX 570 thì có thể là tải nhiệt tốt hơn và khả năng ép xung cao hơn.
Nói chung là tùy, nhưng mà nếu như các bạn là game thủ thì đối với mình nghĩ thì một con cạc GTX 590 cũng là kinh hoàng lắm rồi. Nó là vô giấc mơ của rất nhiều người rồi. Là nhiệt độ của GTX 590 thì chắc là nó luôn nhẹ, luôn thấp hơn so với nhiệt độ của AT 6990 chứ anh. Thì anh cũng đã test qua rồi em. Thì thực ra là khi chạy chương trình test nhiệt độ cao nhất hiện nay là full max thì tem của 690 GTX 590 cũng xem nhau. Thì khoảng cỡ 75 và 76 độ khi mình chạy full load. Yeah. Những bạn mà quan tâm đến cái gạt GTX 590 này chắc cũng hẳn là những game thủ hay là những overclocker. Vậy anh Hà có những cái nhận định về gì về cái khả năng ép xung của nó? Thì anh khuyên rằng đối với cả hai nhân thì mình tránh ép xung, bởi vì nó đã nóng lắm rồi thì mình nên chạy ở mức default là tốt nhất. Gearbox lại trang bị một nguyên một cái hộp rất là hoành tráng như vậy các bạn. Bởi vì đi theo hộp thì chúng ta còn có một sản phẩm rất là hấp dẫn, tại vì cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm dành cho game thủ. Vì vậy là Gearbox có đi kèm một con chuột. Nói chung là cái sản phẩm này thì nó sẽ có cái review chi tiết ở trên cái diễn đàn Tech. Thì các bạn chú ý đây nè, chúng ta có một cái hộp, trong đây nó chứa những cái đồng xu. Nó tương tự giống như là những cái dòng chuột của chơi game của Logitech hoặc là những cái dòng chuột mà Logitech OEM cho Asus. Thì chúng ta có thể gỡ hộp ra, chúng ta lấy những đồng xu đó gắn vào trong con chuột để thay đổi cái trọng lượng của con chuột. Bên cạnh đó thì nhắc đến cái công nghệ xuất ra surround display của Nvidia, thì các bạn cũng thấy là trên kẹp nó có một cái cổng mini display board. Thì Gearbox cũng như thường lệ thì rất là hào phóng cho ta thêm một cái đầu chuyển từ mini display board thành một cổng display board truyền thống. Đây cũng là một cái cổng kết nối rất là hiếm khi mà người ta có được trong cái sản phẩm như vậy. Thì có lẽ là thời lượng của chương trình dành cho phần khui hộp và tích nộp 90 đã hết rồi. Dạ. Xin cảm ơn Thiện rất là nhiều. Dạ. Và hy vọng là lần sau thì nếu như các thành viên diễn đàn vẫn còn tiếp tục bình chọn cho em thì em sẽ được xuất hiện chương trình. Xin cảm ơn rất là nhiều. Khoan, thì xin cập nhật là nãy giờ chúng ta đã có phần giới thiệu về game của Vũ Quang, và chúng ta đã có phần giới thiệu về cạc đồ họa GTX 590 của Hoàng Thiện. Thì hy vọng là các bạn bè của bạn Vũ Quang và bạn bè của bạn Thiện đang theo dõi cái clip này, bởi vì thời điểm chúng ta public clip này thì lại từ sướng nữa. Thì hãy xem clip và nhấn like và comment tốt cho các bạn chúng ta, bởi vì nếu như chúng ta đạt được những cái chỉ số view cao thì những bạn tham gia chương trình sẽ có cơ hội để trở thành những thành viên nổi tiếng nhất trên đài Impact và sẽ có được số điểm rất là cao. Xin cảm ơn. Quay ngược về cái đại chừng 2-3 tuần thì các bạn cứ có xem chương trình cà phê công nghệ thì của Diễn đàn Tech, cũng thấy mấy anh chàng Diễn đàn Tech cứ ngồi chém gió với nhau về một cái sản phẩm mới của Asus, đó là Asus EVPad Transformer, đúng không? Nói không mà không có sản phẩm trong tay. Thì cũng xin báo với các bạn một tin mừng là mới ngày hôm qua thôi thì Asus vừa mới chuyển tôi một cái sản phẩm mẫu, chỉ là sản phẩm mẫu thôi, chưa phải là sản phẩm chính thức, và chúng ta cũng chưa có nhiều cái cơ hội để nhận định về sản phẩm này. Tuy nhiên ngày hôm nay thì tôi rất là mừng, bởi vì là đã có cơ hội để mời một cái thành viên nữ rất là hiếm hoi như là Tech, đó là bạn Quỳnh. Xin một tràng pháo tay. Xin chào tất cả diễn đàn, em tên là Nguyễn Phương Quỳnh. Chào anh. Chào em. Chúng ta có bạn Quỳnh ở đây thì hy vọng là bạn Quỳnh happy khi mà được là một trong những người đầu tiên, nó hẳn luôn là một những người đầu tiên ở Việt Nam được có cơ hội trải nghiệm sản phẩm Asus EVPad Transformer. Dạ. Đúng với những cái hình ảnh mà được quảng cáo về sản phẩm này thì cảm giác đầu tiên của bản thân mình là nó rất là mỏng. Còn cảm giác của Quỳnh là như thế nào? Vừa mỏng mà vừa nhẹ luôn. Cầm trên tay thấy nhẹ không? Dạ đúng. Vậy em có thể cầm được tiếng không? Cố gắng cũng được. Quỳnh là một bạn nữ thì Quỳnh cảm nhận về sau về cái hình thức hoa văn và cái màu nâu của sản phẩm này. Em thấy màu nâu là một màu rất là trung tính, là có thể sử dụng cho được cho bạn nam cũng thích hợp như cho bạn nữ cũng thích hợp. Vì vậy màu sắc rất là phù hợp với lại tất cả mọi lứa tuổi. Chứ vậy Quỳnh có bao giờ nghĩ đến chuyện là Quỳnh sẽ thích sử dụng một cái sản phẩm màu thanh đỏ tím vàng không? Hay là thích những màu nâu gì hơn?
Bản thân em thì cá nhân thì em thích các màu tối hơn. Có lẽ là Súp sẽ rất vui mừng khi nghe được cái phản hồi của bạn. Thì các bạn thấy đây là một cái thiết kế khá là mỏng của Súp đúng không ạ? Và cái viền của nó làm bằng kim loại khá vững chắc và cho cái cảm giác máy là khá là cứng cáp. Một trong những cái đặc điểm mà rất là được đánh giá rất là tốt của sản phẩm này đó là chúng ta có rất nhiều cái cổng kết nối các bạn. Ở đây chúng ta có cổng kết nối mini HDMI. Thì các bạn có thể xem một số cái video clip chúng tôi trình bày, chúng ta sẽ kết nối cáp mini HDMI để vào trong màn hình TV LCD để chơi game hoặc là để xem phim HD. Ở đây là một cái cổng jack tai nghe 3,5 ly. Thì trên cái sản phẩm thì có lẽ cái jack cắm của bạn hơi nhỏ, nhưng mà thực ra là nó cắm rất là tốt những cái sản phẩm tai nghe 3,5 ly truyền thống. Và đây là cái khe cắm thẻ nhớ micro SD, một cái trong những cái thiệt thòi mà những người sử dụng iPad là sẽ không có được cái điều này, bởi vì là iPad hoàn toàn không có bất cứ một cái cổng kết nối nào hết. Tất cả các bạn muốn sử dụng download hay là tải phần mềm đó thì phải dùng cái iTunes đúng không? Ok. Đặc biệt thêm thì các bạn thấy phía dưới nè, Asus còn có một cái cổng kết nối ở đây dùng để sạc pin, và cũng là nơi để chúng ta cắn vào một cái dock mở rộng. Thì rất đáng tiếc là hiện nay thì tôi chưa có nhận được cái sản phẩm này. Cái tên Transformer xuất nguồn từ cái việc là Asus có thiết kế thêm một cái bàn phím gắn rời, và trên đó thì nó có tích hợp cái pin. Có thể là do là Quỳnh chỉ mới sử dụng sản phẩm này trong vòng chỉ có 2-3 tiếng thôi thì chưa có trải nghiệm nhiều. Riêng tôi thì ngày hôm qua tôi sử dụng nguyên ngày thì cảm giác là pin của máy cũng thực sự là có thể đáp ứng được khoảng một ngày sử dụng. Dĩ nhiên là tôi có sử dụng, có để cho máy ngủ và có lúc nghe nhạc, lúc xem phim, có lúc duyệt web, thì thời gian sử dụng có thể sắp xỉ một ngày. Nó là tin rất là mừng cho những bạn mà đang muốn sử dụng một chiếc Top FPC suốt ngày. Và khi gắn vào cái dock như vậy thì ngoài việc chúng ta có được bàn phím, chúng ta có được thêm cổng để gắn thiết bị USB, chúng ta có thêm được đầu thẻ 4 trong 1, thì các bạn cũng có thể nâng cái thời gian sử dụng pin lên đến 16 tiếng đồng hồ. Chuyện đó thì chúng ta phải cần có một cái bài review chi tiết về những sản phẩm này. Xin cảm ơn Quỳnh rất là nhiều, và rất là hy vọng là bạn bè của Quỳnh sẽ xem clip này và sẽ comment tốt cho bạn để bạn có được nhiều điểm cho cuối chương trình. Xin cảm ơn. Nếu như các bạn chưa biết nhiều về thương hiệu Lacy thì tôi xin giới thiệu sơ qua. Lacy là một thương hiệu hàng đầu về thiết bị ổ cứng và thiết bị mạng đến từ Pháp. Một trong những cái điểm nổi bật của các sản phẩm Lacy chính là thiết kế cực kỳ ấn tượng, bằng vật liệu nhôm aluminium cực kỳ cao cấp, và được thiết kế bởi cái nhóm thiết kế hàng đầu thế giới. Mà đặc biệt các dòng sản phẩm của tôi ở đây, Lacy D2 Quattro và D2 2-bit Network 2, được thiết kế bởi nhà thiết kế New Poland. Đây là một nhà thiết kế hàng đầu đang làm việc tại Pháp. Thì đầu tiên tôi có thể kể đến sản phẩm D2 Quattro của chúng ta. Với cái tên Quattro thì các bạn cũng có thể dễ dàng hình dung đây là một sản phẩm module có khả năng nâng cấp lên đến 4 module, và nâng cấp từ 1TB lên thành là 4TB. Và cũng là một cái đặc tính rất là quen thuộc của cái dòng sản phẩm Lacy, đó chính là khả năng đa kết nối. Điển hình như trong trường hợp này của chúng ta, D2 Quattro có cổng kết nối ESATA, FireWire 800, 400 và USB 2.0. Và bên dưới của chúng ta đó là sản phẩm 2-bit Network 2. Thì với cái tên 2-bit Network 2 thì các bạn cũng có thể dễ dàng hình dung đây là một thiết bị mạng hỗ trợ RED. Chúng ta sẽ có lựa chọn RED 0 để tăng cường hiệu năng, hoặc là RED 1 để bảo vệ những cái dữ liệu quý giá của các bạn. Và cũng như là sản phẩm phía trên thì sản phẩm bên dưới chúng ta cũng có rất là nhiều cổng kết nối, bao gồm cổng kết nối mạng Gigabit, cổng kết nối ESATA, cổng kết nối USB 2.0. Bên cạnh đó thì sản phẩm thuộc họ Network của Lacy cũng có những đặc tính cực kỳ đặc biệt. Bên cạnh khả năng ghép RED hay ổ cứng thì chúng ta còn có khả năng remote test thông qua Dynamic DNS. Chúng ta có được một cái thiết bị có tốc độ đọc lên đến 60 m/s và tốc độ ghi cũng sắp xỉ được 40 m/s. Có thể nói rằng Lacy có một dãy sản phẩm cực kỳ rộng thưa các bạn. Nó phủ toàn bộ từ dòng server, dòng network, rồi dòng RED, đến những cái dòng sản phẩm phổ thông hơn như là dòng sản phẩm dành cho desktop hoặc là dòng sản phẩm dành cho mobile. Thì đầu tiên khi nhắc đến các sản phẩm dành cho mobile thì có lẽ một trong những thiết kế rất quen thuộc của Lacy đó chính là dòng sản phẩm Rikiki Ghost. Thì nếu năm ngoái chúng ta có sản phẩm Rikiki Ghost 2.0 thì năm nay chúng ta có sản phẩm Rikiki Ghost 3.0 thưa các bạn. Với cái thiết kế toàn khối bằng nhôm, aluminium, chống xước và cáp kết nối cực kỳ thời trang, thì Rikiki Ghost chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu dành cho các bạn sử dụng các thiết bị cầm tay như là laptop,
hoặc là thậm chí là dành cho PC. Thì tuy nhiên nhắc đến các kết nối và các sản phẩm ổ cứng USB 3.0 thì thật là thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc đến sản phẩm ROG của Lazy. Thì một trong những đặc trưng của sản phẩm ROG này chính là một cái thiết kế cực kỳ cá tính nha các bạn. Các bạn có thể thay đổi cái vỏ màu từ màu cam, các bạn có thể đổi thành màu xám, màu xanh. Và một tin vui rất là lớn dành cho các bạn đang có nhu cầu sở hữu một sản phẩm Lazy, đó là nhân dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thì từ nay cho đến hết tháng 5, các bạn khi mua bất kỳ sản phẩm ổ cứng nào của Lazy với dung lượng từ 1TB trở lên, các bạn sẽ được tặng một sản phẩm USB 8GB của Lazy cực kỳ sành điệu dạng một chiếc chìa khóa với giá lên đến tương đương 900.000 Việt Nam đồng nữa các bạn. Và càng đặc biệt hơn, khi các bạn mua dòng sản phẩm USB 2.0 dung lượng 500GB của Lazy, giá sẽ được giảm 20%, chỉ còn $78 thôi các bạn. Hãy nhanh chân lên vì thời gian chúng ta chỉ kéo dài từ nay đến hết tháng 5 mà thôi. Và có lẽ đây là phần các bạn đang mong chờ nhất. Thì tuần này chúng ta chỉ có một câu hỏi thôi các bạn. Và câu hỏi này đến từ Lazy. Thì để rút kinh nghiệm cho phần trả lời câu hỏi tuần trước, thì tuần này các bạn tôi khuyên rằng các bạn nên gửi câu trả lời của mình trực tiếp về hộp thư cafe33a@amtactruong.com để đảm bảo rằng kết quả câu trả lời của mình không bị sao chép. Đó là quyền lợi của các bạn đúng không ạ? Và câu hỏi đến từ Lazy dành cho các bạn tuần này. Bạn hãy cho biết Lazy có bao nhiêu dòng sản phẩm ổ cứng gắn ngoài và ưu điểm nổi bật của các dòng sản phẩm ổ cứng Lazy so sánh với các thương hiệu khác. Chúc các bạn có câu trả lời chính xác và nhanh chóng góp tên mình vào trong bảng triệu phú của chúng ta tuần này. Và sau lưng tôi, đây là bảng triệu phú Amtech của chúng ta trong tuần này. Nói chung là có buổi cạn anh em nhận qua lại hoài hơn cùng đến văn phòng đâu mà. Vậy chắc là những người mà biết đến cái gạt T590 hay là có chắc cũng hẳn là những game thủ hay là những ọc thủ. Vậy thì anh nghĩ là cái khả năng ép su nó như thế nào? Ọc thủ. Tôi gọi là ông lắm. Ông là anh đang chờ. Oh my god. những người mà